Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với gặp nhau cuối ngày và mỗi buổi tối trên S Channel. Và trong ngày hôm nay 28 tháng 12 sẽ có những tin tức gì nổi bật thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Sau khi mà công ty ICM đã chính thức ra văn bản nói về việc Jack đã liên tục vắng mặt trong rất nhiều show diễn gần đây, thì mới đây phía KICM cũng đã chính thức lên tiếng rằng sẽ xem xét đến chuyện là sẽ khởi kiện những người đã cố tình tung tin là phía công ty quản lý đã cố tình dàn dựng clip nóng để hãm hại Jack. Liên hệ với đại diện truyền thông của KICM về những lùm xùm đang diễn ra, người này cung cấp những thông tin rất đáng giá và giúp cho khán giả có cái nhìn khách quan hơn về vụ việc này. Khi được hỏi về động thái của công ty sau tin đồn lộ clip nóng của Jack, thì người này cho biết phía công ty ICM đang tập hợp lại các dữ liệu có liên quan và có thể sẽ khởi kiện trường hợp này vì việc là đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến công ty. Mọi người đang cho rằng công ty tự tạo ra video để nhằm bôi nhọ hình ảnh của Jack, trong khi công ty hoàn toàn không liên quan đến sự việc này. Về việc tài khoản của KICM đã bị khóa thì người này cũng tiết lộ có thể là do KICM cảm thấy không thoải mái khi mà có quá nhiều luồng thông tin sai lệch và trái chiều trên Facebook, nên là Khánh đã lựa chọn tạm khóa Facebook của mình để có thể bình tâm hơn và tiếp tục làm nhạc sau các biến cố. Tuy nhiên thì trong những trường hợp đặc biệt thì cô sẽ vẫn nói cho KICM để nắm được tình hình chung. Giữa tâm bão của vụ việc thì cộng đồng người hâm mộ của KICM và Jack mới đây thì cũng đã đang truyền tay nhau một đoạn âm thanh ghi lại cuộc trò chuyện giữa nam ca sĩ và streamer Virus. Theo nội dung ghi lại đoạn ghi âm này được tiết lộ thì Jack đã nhờ Virus thực hiện hoàn chỉnh một demo chưa từng công bố để gửi đến người hâm mộ. Và đây là bản demo đã được anh ngẫu hứng thể hiện cho Virus nghe trước đó. Và hiện tại thì bản thân muốn làm một điều gì đó để trấn an người hâm mộ giữa thời điểm nhạy cảm này. Trước lời đề nghị của Jack thì Virus đã ậm ừ chấp nhận. Tuy nhiên thì anh vẫn khuyên nam ca sĩ rằng sức khỏe của mình ở thời điểm hiện tại vẫn là điều quan trọng nhất. Bên cạnh đó thì Virus cũng đã gửi lời an ủi đến Jack và mong rằng mọi chuyện ồn ào trong thời gian vừa qua sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bên cạnh đó thì trong đoạn clip được Thái Vũ, thành viên của nhóm Hài Pháp TV đăng tải lên kênh YouTube cá nhân của mình, anh cho biết Jack hiện tại đã trở về nhà và tình trạng sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục rồi. Đặc biệt là Thái Vũ còn tiết lộ rằng Jack đang tập trung viết những bài nhạc hay và chuẩn bị cho ra mắt MV mới. Anh không quên bật mí rằng đây sẽ là một MV rất hoành tráng và có khả năng là Jack sẽ comeback trong một khoảng thời gian gần đây nhất. Cùng với đó thì Thái Vũ cũng đã hé lộ rằng KCM cũng là người bị quản thúc về tin nhắn và điện thoại không khác nhiều so với Jack, nhưng mà nam producer này đã chấp nhận điều đó. Thái Vũ cũng nhấn mạnh rằng nếu KICM không chấp nhận điều đó thì đã rời đi giống như Jack rồi. Không chỉ vậy mà Thái Vũ cũng cho biết thêm, những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội ví dụ như là KICM đã bỏ trốn, ngất xỉu hay là bị nhốt thì đều chỉ là những tin đồn không xác thực. Vào 8 giờ sáng ngày hôm nay 28 tháng 12 thì Thế Giới Di Động đã tổ chức sự kiện mua một tặng một dành cho chiếc smartphone Oppo Reno 2F. Dành cho hàng trăm khách hàng. Chính vì thế mà bắt đầu từ tối ngày hôm qua thì đã có rất nhiều khách hàng đã tập trung xếp hàng ở siêu thị nơi diễn ra sự kiện này. Được biết, sự kiện lần này sẽ bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi diễn ra sự kiện này là Thế Giới Di Động ở địa chỉ số 153B Phan Đăng Lưu thuộc phường 2 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là sẽ có 300 khách hàng đầu tiên mua sản phẩm Oppo Reno 2F sẽ được nhận ưu đãi mua một tặng một với phần quà lần lượt là Oppo Reno 2F, Oppo F11 Pro và Oppo F11 cho mỗi 100 lượt khách hàng. Kể từ khách hàng thứ 301 mua Oppo Reno 2F, mỗi người sẽ được nhận một suất lì xì trị giá 1 triệu đồng đến từ Thế Giới Di Động. Cho tới thời điểm hiện tại thì 300 suất ưu đãi mua một tặng một dành cho Oppo đã hết, nhưng mà dòng người xếp hàng thì vẫn còn vô cùng đông và chủ yếu vẫn là các bạn trẻ, cả nam và nữ. Thế Giới Di Động cũng đã bố trí rất nhiều nhân viên bảo vệ để tránh tình trạng chen lấn xô đẩy và lấn chiếm vị trí. Trong những ngày gần đây thì trên mạng xã hội liên tục xôn xao những thông tin về việc nữ ca sĩ Văn Mai Hương đã bị lộ clip nóng ra ngoài do bị hack camera an ninh trong nhà. Trong đoạn clip thì Văn Mai Hương đã thoải mái thay đồ mà không hề biết rằng camera đã bị tấn công và những đoạn clip nhạy cảm đã bị lọt ra ngoài. Theo thông tin hiển thị trên clip thì có thể thấy những hình ảnh này đã được ghi lại từ năm 2015, tức là đã 4 năm trôi qua rồi. Nhưng mà nữ ca sĩ không hề biết việc camera nhà mình đã bị tấn công và trích xuất hình ảnh sinh hoạt hàng ngày sau đó tung lên các trang mạng xã hội nhằm mục đích xấu. Được biết thì có toàn bộ 5 đoạn clip đã được ghi lại cảnh sinh hoạt trong nhà của Văn Mai Hương. Ngay sau khi bị phát tán thì người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi trên, khuyên cô là cần mạnh tay nhờ pháp luật can thiệp vào sự việc này. Và trong trường hợp này thì nữ ca sĩ bị rơi vào thế không hề phòng thủ vì sự việc xảy ra tại chính ngôi nhà của mình. Rất nhiều người hâm mộ trên mạng đã kêu gọi mạnh mẽ cùng tẩy chay và ngừng chia sẻ những link xấu kia để nhằm tiếp tay cho những hành vi phạm pháp của hacker này, bởi đây là một hành vi cực kỳ đáng lên án khi mà xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ nữ, và cần phải làm ngay để bảo vệ các nghệ sĩ và những người nổi tiếng khác khỏi những hành vi bị người khác
bôi nhọ vô đạo đức này. Hiện tại thì phía Văn Mai Hương vẫn đang giữ im lặng trước sự việc trên. Tại lễ trao giải ngôi sao xanh diễn ra vào tối ngày hôm qua 27 tháng 12 thì một sự cố dở khóc dở cười đã xảy ra khi mà Hoa hậu Yến Nhung đã đọc nhầm tên Cường CU thành một từ ngữ nhạy cảm ngay trên sóng truyền hình. Cụ thể là trên sân khấu khi mà công bố giải thưởng nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất ở hạng mục điện ảnh do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn thì Hoa hậu du lịch Yến Nhung đã đọc nhầm tên quay phim là Nguyễn Ngọc Cường CU thành một từ nhạy cảm khiến cho khán giả phải phì cười. Và sau khi phát hiện ra lỗi sai của mình thì Yến Nhung cũng bật cười và ngại ngùng quay đi. MC Nguyên Khang và đạo diễn Lê Hoàng đứng cạnh cô thì cũng đã kịp chữa cháy và đính chính lại tên cho nhân vật đoạt giải. Ngay sau lễ trao giải thì việc Hoa hậu Yến Nhung đọc nhầm tên đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều diễn đàn mạng đã liên tục chia sẻ những đoạn clip ghi lại cảnh người đẹp phát âm không đúng tên nam quay phim Nguyễn Ngọc Cường CU trên sóng trực tiếp và đã nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. Nhiều khán giả thì cảm thấy là hài hước về sự cố này và liên tục để lại rất nhiều bình luận, và một số người thì lại chỉ trích sự cầu thả của Dương Yến Nhung. Cũng không ít người trách nhà quay phim Nguyễn Ngọc Cường lại chọn nghệ danh cho mình quá nhạy cảm như vậy. Bên cạnh đó thì nhiều người dùng mạng cũng đã dành lời khen cho Nguyên Khang khi mà đã lập tức kịp chữa cháy và giúp cho người đẹp lấy lại bình tĩnh về sự cố của mình. Nam MC cũng đã bày tỏ sự thông cảm với Yến Nhung, anh cho rằng đây chỉ là một lỗi nhỏ và mong khán giả không nên ném đá và chê cười Yến Nhung nữa. Mới đây thì một nam sinh 16 tuổi đã khiến cho cư dân mạng phải giật mình bất ngờ về độ chịu chơi của mình khi bỏ ra 100 triệu đồng chỉ để mua vé hạng thương gia để được ngồi cạnh idol của mình là Ngọc Trinh trong chuyến bay đến Dubai. Là một ngôi sao hạng A của showbiz Việt nên là cứ đi đến đâu thì Ngọc Trinh cũng được thu hút sự quan tâm từ phía dân tình, và độ cuồng nhiệt nữ hoàng nội y thì ngày càng mạnh mẽ hơn khi mà cô nàng đá chân chéo sang mảng YouTube để làm những vlog về shopping, về cuộc sống thường ngày và review những địa điểm du lịch sang chảnh. Trong chuyến du lịch mới nhất của mình thì Ngọc Trinh cùng với ekip đã lựa chọn hạng ghế thương gia để đi đến Dubai. Vừa mới lên máy bay thì người đẹp đã bất ngờ phát hiện ra một fan cứng đã lẳng lặng theo dõi hành trình của cô và đặt hẳn một vé hạng thương gia để được ngồi cạnh Ngọc Trinh. Liên hệ với bạn nam sinh này thì cậu cho biết đợt này không kịp xin visa Dubai nên đã bay thẳng đi châu Âu luôn, chỉ quá cảnh ở Dubai để gặp chị Ngọc Trinh trên máy bay thôi. Mặc dù là không nhớ rõ giá tiền của ghế hạng thương gia là bao nhiêu, nhưng mà cậu tiết lộ số tiền mà mình bỏ ra là khoảng xấp xỉ 4.000 đô, tức là xấp xỉ khoảng 92 triệu đồng. Và cậu bạn này cũng cho biết thêm rằng đây là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời, bởi ngoài đời thì Ngọc Trinh là một người rất thân thiện và dễ gần. Các bạn thân mến, vừa rồi là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay 28 tháng 12. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn sẽ có một cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình của mình. Hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần tới nhé.